Xin chào các bạn nhé. Hôm nay Hiệp sẽ chia sẻ cho mọi người cách để mình tạo một cái kênh YouTube để đăng tải các video lên nhé. Thì để tạo được một kênh YouTube thì mình cần phải có tài khoản Google. Thì cái đầu tiên ấy là mình phải đăng nhập và tạo cái tài khoản Google. Nếu các bạn có rồi thì là ok bạn, còn nếu như bạn chưa có thì mình sẽ tạo một cái tài khoản nhé. Thì mình bấm là google.com.vn. Đấy. Xong mình chọn là quản lý tài khoản nhé. Ví dụ mình chọn là thêm tài khoản. Ví dụ như mình có tài khoản rồi thì ok, còn nếu mình chưa có tài khoản thì mình sẽ tạo. Và Hiệp sẽ làm lại từ đầu nhé. Mình sẽ chọn là tạo tài khoản. Còn nếu như bạn có email rồi mà có tài khoản Google rồi thì ok, thì lát nữa mình sẽ chuyển sang bước tiếp theo. Còn bây giờ Hiệp đang làm lại từ đầu cho các bạn mới nhé. Mình chọn là họ Nguyễn này, tên Hiệp này. Đấy, xong chọn tiếp theo. Mình chọn ngày tháng năm là 20, chọn tháng này 10/1992 này. Nữ này. Đấy, xong mình cứ chọn tiếp theo, điền hết tất cả thông tin. Gồm email này, tạo một địa email khác này. Ví dụ như là hiepnguyen.gila2. Mình bấm tiếp theo. Đấy, mật khẩu là 0. Mình chọn mệnh đánh mật khẩu vào nhé. Đấy. Ví dụ như mình chọn là mình thêm số điện thoại. Đây, ví dụ mình chọn tìm hiểu thêm này. Đây, tìm vị số điện thoại này. Đấy, bạn có thể xem thì chọn khác, mình sẽ bấm vào thì chọn khác này. Đây. Mình cứ chọn đồng ý thôi. Đây, mình đã tạo xong cái tài khoản rồi nhé. Mình đã tạo xong cái tài khoản là hiepnguyen.gila rồi nhé. Đây. Thì mình sẽ vào tiếp theo. Bấm tiếp theo. Đây, Hiệp đã cho mình vào lại cái tài khoản Google đi. google.com.vn nhé. Sau mình chọn là kích vào đây, sau mình chọn tài khoản là hiepnguyen.gila2. Mình chọn kênh YouTube. Đây, sau mình bấm vào cái kênh chính của Hiệp nhá, sau mình chọn là chuyển đổi tài khoản. Đây, Hiệp chọn tài khoản là hiepnguyen.gila2 này. Hiệp vừa mới tạo xong nhá. Đấy. Đây thì mình chọn đăng nhập. Xong mình vào đây, mình chọn đăng nhập nhá. Sau chọn kênh của tôi này. Đây, cho kênh của tôi thì mình có thể là để Hiệp Nguyễn này, hoặc là Nguyễn Hiệp. Quay lại Hiệp Nguyễn này. Đấy. Xong mình chọn tạo kênh. Đây, vậy là mình đã tạo ra một kênh rồi nhé. Thì kênh này là mình mới tạo, thế nên là chưa có thông tin gì hết. Đấy ạ. Xong, sau đấy mình vào cài đặt. Đây, giới thiệu này. Các cái tài khoản này mình... vào kênh của tôi nhé. Sau mình chọn cái dấu cài đặt ở đây nhé. Sau mình thêm mô tả này. Ví dụ tên mình có thể đổi tên ở đây. Ok này. Tên này thì có cứ mình đổi được mình đổi được, cho phép thay đổi được 3 lần này. Cứ sau 90 ngày thì mình được đổi tên nhé.
Đây còn thêm mô tả, mình có được biết là 1.000 ký tự thì mình mô tả cái kênh của mình ở đây để cho mọi người vào, mọi người biết. Tiếp theo là bảo mật thì mình bỏ tích 3 phần này đi. Đấy. Đấy, ok. YouTube thì sau đấy là mình sẽ tải ảnh đại diện ảnh đại diện và thay cái ảnh nền này đi nhé. Đấy, vậy là mình đã hướng dẫn mọi người xong em đã hướng dẫn mọi người xong cách là tạo một cái kênh YouTube nhé. Đấy, thế thì sau cái video này thì em nghĩ là mọi người cũng dễ dàng là tạo cho mình một kênh YouTube thôi. Cái vì nếu như mọi người có tài khoản Google rồi ấy, thì mình đánh vào kênh YouTube thì mình làm theo các bước là tạo kênh của tôi ấy, thì sẽ là tạo rất là dễ. Còn nếu bạn chưa có thì bạn sẽ làm thực hiện theo các bước mà Hiệp đã hướng dẫn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.